Rồi, xin chào anh chị và các bạn nha. Chiều mới vừa về thêm một xe Fortuner máy dầu số sàn, mà phải nói là hàng cực kỳ hiếm luôn anh chị. Máy dầu số sàn nha, mà chạy có 25.000 cây thôi, sản xuất 2020 nữa chứ đó. Nói chung là đa số thường là những cái xe mà máy dầu số sàn á, là mặc định luôn là sẽ là kinh doanh anh chị. Nhưng mà cái xe này khách hàng người ta mua, người ta dạy gia đình đó, 2020 thì tính ra này là 4 năm rồi mà mới chạy có 25.000 cây thì đúng là thật là không thể tin được luôn anh chị ha. Thôi bây giờ Chiều sẽ tiến hành đi dạo một vòng cho anh chị và các bạn coi qua nha, coi cái chất xe luôn. Thì xe này sơn zin gần như là quanh xe luôn anh chị đó, chỉ sơn dặm chẳng hạn như là cản này nọ thôi đó, những cái phần dè nè anh chị coi nè đó, nước sơn nè, cửa nè đó, đây nó còn zin hết anh chị, kể cả cái cabo luôn nè, sơn zin luôn chị, sơn zin quanh xe luôn, có gắn tay nắm cửa inox, chén cửa inox nè. Đi vào trong nội thất thì khách hàng cũng đã phủ tắp lô cho anh chị nè, có camera hành trình luôn anh chị đây đó, và có bọc chừng ni lông nè, có bọc ghế da kiểu 5D nè, và có cái gối cây cổ nè, quá xịn luôn. Mà anh chị coi cái cần số 25.000 cây nè, đây không hao mòn nha đó, 25.000 cây, và khách hàng đã lên sẵn cho anh chị một cái màn hình Android luôn đó nè, mấy cái phần da nè, có cái hộp đồ nè, nó còn mới tinh nè chị đó, anh chị thấy không, chất xe này còn mới lắm, có lót sàn 5D sẵn nha anh chị luôn đó nè, có ốp inox luôn nè, xe này là xe gia đình anh chị nè, có bọc vô lăng cho anh chị luôn đó, xe còn rất là mới nha, chạy có 25.000 cây à. Mà anh chị coi nè, mấy cái vần vân của tắp bi cửa nè, còn rất mới luôn nha nè, mấy cái phần nỉ cũng vậy nè, còn mới tinh nè, cái gác tay này khách hàng người ta bọc da thêm cho anh chị nè, còn những cái phần keo chỉ ha, thì bên cửa hàng mua bán cũng có đảm bảo cho anh chị về những cái vấn đề chẳng hạn là cứng đụng nặng nước, bung nã động cơ, thì bên cửa hàng Chiều đảm bảo là xe này không có ha. Đây nè, mấy cái vỏ là còn theo xe hết anh chị nha, xe chạy có 25.000 cây nè, lòng già là còn mới tinh luôn nè à, quá cọp luôn gì, một cái xe quá cọp, gầm bọng còn đẹp luôn nha, xe thì quá đẹp luôn. Đây nè, cái mình bọng của xe nè đó, quay cho phía sau chị cho anh chị coi luôn nè, keo chỉ là còn nguyên zin, là mấy cái phần vân của mấy cái tắp bi cửa nè còn rất là mới nha, mấy cái phần nỉ thì cũng vậy nè nè, ghế nè đó, ghế da. Xe này chạy có 25.000 cây anh chị, quá là đẹp luôn anh chị ạ. Máy dầu số sàn nha nè, có lót sàn 5D đầy đủ cho anh chị luôn ha. Hàng ghế thứ ba thì xếp lên trên rồi nè đó, anh chị nào quan tâm cái mẫu Fortuner này thì đến coi nha. Xe còn rất là đẹp luôn anh chị đó. Máy dầu số sàn 2020 mà chạy có 25.000 cây, đúng là hàng hiếm luôn anh chị. Đây nè, bánh xe dự phòng nè đó, gầm phía sau là cũng còn đẹp luôn, không có đi xét gì luôn nha đó, mấy cái phần đèn là còn mới tinh đó nè, cái mấy cái chữ nè ha, có dán khi cái nhiệt đầy đủ rồi, dán cái nhiệt của Sintex nè đó, quá đẹp nè. Còn đây là phía bên trái của xe nè anh chị thấy không, cái nước sơn, cái mình bọng nó đẹp ghê không. Đây 6 lít 100 cây thôi, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn anh chị đó, nào vỏ là còn theo xe hết đó, dày lắm. Đây nè, cái lồng dè nè ha, anh chị thấy không, còn mới tinh nè. Đây là quay luôn mấy cái tắp bi cửa cho anh chị coi nè, đây đó, tắp bi cửa nè còn mới tinh nè, 25.000 cây thôi anh chị, đúng là hàng hiếm luôn á anh chị đó, đúng là hàng hiếm luôn, xe còn mới tinh nè. Anh chị nào mà quan tâm mẫu Fortuner này đến coi nè, sản xuất 2020 đàng hoàng nha. Đây, năm sản xuất 2020 đàng hoàng đó nè, ghế bên tài nè, thấy không, còn ok lắm đó, quá đẹp luôn chị, xe quá đẹp nè, 25.000 cây mà chị. Có mấy cái vô lăng này đây còn mới tinh nè, bọc vô lăng rồi luôn rồi đó đó, mở ra luôn cho anh chị coi nè, cần số nè, không hao mòn luôn anh chị nha, không hao mòn nha, cần số còn đẹp luôn nha nè, mấy cái nhìn mấy cái cần gạt nè, mới tinh nè, đây còn rất là mới luôn, phủ tắp lô sẵn luôn, camera hành trình đầy đủ luôn anh chị, bọc chừng ni lông luôn nè đó, các chi tiết nhựa này không có bị chày chùa gì luôn nha. Đây này, tắp bi bên tài nè, quá đẹp luôn gì à, quá đẹp, keo chỉ mọi thứ cũng đảm bảo cho anh chị luôn đó. Đây là cái mình bọng nè, phía bên là bên trái nè đó, đẹp ghê, xe quá đẹp, chạy có 25.000 cây anh chị. Cái này người ta gắn thêm cái kèn nè, kèn này, cái kèn này bóp nghe nó lớn lắm nè, cái tiếng kèn lớn lắm. Xe vẫn đang để nổ máy luôn á anh chị nè, máy móc là nổ im ru luôn đó, nổ máy là im ru luôn, máy móc là còn mới tinh anh chị ha, chạy có 25.000 cây, máy móc còn mới tinh luôn nha nè, khung xương mọi thứ nè ok hết, keo chỉ ha, ốc cabo mọi thứ nha, ốc đèn nè, 25.000 cây thôi chị, đúng là hàng hiếm luôn ha. Số sàn máy dầu 2020 chạy 25.000 cây xe còn mới tinh luôn. Rồi cái xe này bên cửa hàng Triệu bán giá là 840 triệu còn bớt. Anh chị các bạn có quan tâm có thiện chí về cái chiếc xe này ha, cứ liên hệ Triệu đến coi xe nha. Cần thêm thông tin gì các bạn qua Zalo Triệu gửi thông tin cho. Bên Triệu cũng có nhận trao đổi xe luôn, xe nào cũng đổi đó. Anh chị có xe nào muốn đổi qua những cái mẫu xe đang có tại cửa hàng của Triệu nè thì cứ chạy xe của chị đến nha, cùng coi xe cùng trao đổi. Thôi Triệu cũng cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nha. Anh chị các bạn lần đầu vào kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo về xe ô tô cũ đã qua sử dụng anh chị.